Ok anh em, và trước khi về video mình có vài điều nho nhỏ muốn nói với anh em về cái kênh của mình. Thì mình đang bán ad ở trên Facebook này, đó là facebook.com/biusagi. Mình xin nói luôn đó là mình bán ad giá cực rẻ, cực bèo và phải nói là giá cực kỳ ưu đãi luôn anh em. Mình có bán ad DJ Sona nè, lúc tập đoàn Nguyên Tố nè, Lịch Sinh Tiệc Của Thần nè, và ad 10k, 20k, 30k, 40k, 50k đến 1 triệu mình cũng có luôn. Lộ nào mình cũng có. Và ad full tướng thì giá phải nói là rất là rẻ. Anh em nào muốn mua để về cài răng, cũng như là mình có ad chưa răng mùa này, cũng như là ad trắng trắng răng luôn á, trắng tinh luôn. Và anh em nào muốn mua thì anh em inbox Facebook mình sẽ rep hết anh em ơi. Facebook của mình có địa chỉ là facebook.com/biusagi2k. Ok, mình xin thông báo là chỉ có một Facebook này là có thiệt, là hàng thiệt, còn tất cả còn lại là hàng giả. Như đây anh em có thể thấy cái trang này là trang giả, ok, trang này là trang lừa đảo, và anh em gửi kẹt cho nó thì anh em không được ạt mà anh em còn mất kẹt nữa. Đây lừa đảo nha anh em, 7 600 mấy like nè, lừa đảo. Và Phúc Tấn Lê này lừa đảo, Lê Phúc Tấn này cũng là lừa đảo. Đây ok, lừa đảo nha anh em ơi, lừa đảo luôn nha. Cái này là có facebook.com/thần tiên nè anh em thấy không, còn facebook của mình là facebook.com/biusagi2k. Và anh em nào muốn ngoạc thì anh em đừng quên inbox Facebook mình sẽ rep hết. Anh em khỏi lo nha, mình sẽ rep từ 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 từ, và chắc chắn là anh sẽ tới lượt anh em thôi. Ok, và chúc anh em xem video vui vẻ. Hãy nhớ chắc rằng mình để link Facebook ở phía dưới cũng như là để ở trên màn hình, thì anh em nào đừng có bị lừa đảo thì mình cũng rất là mừng rồi. Ok, bye bye, và chúc anh em xem video vui vẻ nha. Hello anh em nha, và chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Mình là Biusagi đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ đánh cái tiếp tục cái phải nói là lên đồ dị của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ đánh đó là Garen, và chúng ta sẽ lên đồ Yasuo. Phải nói là đây là build đồ mà mình đã làm, phải nói là khá là nhiều con tướng nhưng mà nó thật sự rất rất là mạnh, và nó cũng rất hợp với Yasuo nữa. À là nó cũng rất hợp với Garen nữa. Ấy thằng này, mày chơi tao bị điên, mày solo mày chơi mày ui ơi cái đầu đen. Ok, một màu ấy, khô máu luôn. Mang thiêu đốt mà khổ anh em. Đúng là con Udi đó được mệnh danh là con phải nói là một trong những vị tướng phải nói là solo level 1 mạnh nhất. Đấy, anh em có thể thấy là mình level 1 mình có thiêu đốt, mình solo hề nó luôn rồi, mé không có tin được luôn. Ok, và anh em nào có ý tưởng nào hay thì anh em đừng quên bình luận ở phía dưới nha, tại vì mình sẽ xem xét từng cái ý tưởng của anh em và mình sẽ làm cái nào hay nhất, cái nào có thể khả năng làm nhất thì mình sẽ làm trước. Ok này, Udi nè, sao quá nó đẩy bên kia kéo vậy ta. Con xe không ăn được con xe rồi mẹ nó, hụt con xe, mất con xe như mất cả thế giới này. Mày chơi không bỏ mày ơi, mày ơi, mày ơi, ui ui ui, mày sao, úi trời ơi đau thế nhà, hơi bị đau luôn đó men. Sao mày không máu không? Ui sao mày nè, hổ béo, hổ béo kéo chồm nè, bố mày cho ngậm hành luôn. Úi trời ơi, ăn được một bạn đầu thì hên thôi em ơi, lúc đó là anh mày còn phải nói là còn khá là sủ nhi solo 1-1 với mày. Và anh mày đã có combo với nó là quy e, phải nói là câm lặng đó, các kiểu quy xong e không chạy ra. Ôi đồ, má, ghê quá, ghê luôn. Mày tiếp tục fan anh em. Ok, và anh em muốn ủng hộ mình đó thì anh em đừng quên nhấn click quảng cáo. Vì nhấn click quảng cáo là giúp mình rất rất nhiều luôn, vì một click quảng cáo của anh em là bằng một tô cháo. Đấy, nói gì cho anh em dễ hiểu, cho anh em dễ hình dung là một clip quảng cáo của anh em có thể làm được gì. Cúp lũ nai sư hay quá em ơi. Ok, món đầu tiên cho Garen lên đồ Yasuo đó là mình sẽ lên phải nói là mai vũ song kiếm. Món đầu tiên mình sẽ lên đó là mai vũ song kiếm, tại vì mình chơi ấy là mình toàn lên mai vũ mà. Yasuo, ơi, đừng đừng chạy đi em ơi, đúng rồi. Không hiểu sao mà Yasuo nó xuống nó mất cái flash như thiệt. Ở đây thì một pha solo giữa Evelynn và Irelia rồi. Mà Irelia đang có vẻ thấp máu hơn, về xác định rồi là mày ném sói em ơi. Nice.
Sao mày? Nghe nói là mày đánh anh em của tao hả? Mày đánh anh em tao? Sao? Chí mạng liền. Chạy đâu? Chạy đi đâu nè? Đấy, chỉ có 10% chí mạng thôi, nhưng mà lâu lâu nó chí mạng một phát thì phải nói là thốn đến tận rốn luôn, không cần bàn cãi. Đấy, lâu lâu chí mạng một phát thì phải nói là đủ thấm rồi, không cần nhiều, chỉ cần 10% thôi là phải nói là anh mày quẩy cả thế giới. Sao mày? Mày chơi đâu nè? Xoáy e nè, xoáy e nè, đâu chưa, đâu chưa? Thằng nào lời mẫu hơn, thằng nào lời hơn, tao có thứ đốt nè. Sao mày? Sao mày? Chạy, chạy hộ, rồi rồi rồi. Mày chạy, chạy đi đâu? Chạy đi đâu này, chết rồi. Let's go baby. Thanh niên găng kì 4-1 cái nhẹ luôn em ơi. Rồi về thôi, về lên cái sông kiếm. Rồi, mình sẽ mua thêm tóc đánh nữa. Rồi máu. Let's go, let's go. Họ quá xanh luôn. Tem ăn 5 mạng mà mình đã ăn một lần là 4 mạng rồi. Ăn gần hết mạng của tem luôn rồi. Nãy 10% nó critic nó đã mạnh đến vậy rồi. Và bản mình đang mang ở trận này đó là bước chân thần tốc. Nó cho anh em đó là tốc độ di chuyển khi anh em đánh vào chúng nó hoặc là chúng quái. Mày nè, đâu nè, sao bạn xảy cái nhẹ nè. Quái làm cái gì, tao solo mày luôn, tao chơi mày luôn. Ôi mạnh 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 mạnh. Ôi chết mẹ rồi. Đợi heo. Mà sao nó làm mạnh như vậy ta? Một thằng 4-1 như mình lại không solo lại với nó nè. Một thằng phế vật như nó, không có tin được. Unbelievable. Mình tưởng nó yếu lắm như ta, sao nó mạnh như vậy? Đặt mình sắp mặt lòng luôn. Mình 4-1 mà. Ui hơi 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 bị lẻ đó nha. Điều này gọi là lẻ lùng đó anh em. Không có tin nổi. Phải tin được. Rồi giờ hai bót luôn mẹ ơi. Đi 1-1 với thằng UD đã khổ rồi. Thêm cái nổi kinh xuống nữa. Bố mày chơi sao đây? Vô đây. Mày có dám măng chuỗi không? Hả? Tao hỏi mày một điều thôi, mày có dám măng chuỗi hay không? Rồi, farm nè. Ê ngu người, ê nó có cái dép, đậu mé. Chí ngu người. Rồi bạn ơi, bạn ơi, ngu người, thanh niên. Farm có nhẹ nè. Farm có nhẹ nè, rồi, sao mày? Thằng UD đi đâu rồi? Giờ mày chỉ còn một mình mày đây thôi. Ê, mình nghĩ là UD nó vô cúp rét của con gì? Ở đâu rồi? Nó đâu? Nó đâu? Ra đây, anh mày chơi luôn. Where are you now? Ê, nó là mid, nó là mid. Có tôi. Chơi nó. Úi dồi. KS nè, hi hi. Rồi, anh này luôn, double kill luôn. Đây, để tôi, KS này. KS này, ui. Thơm bơ. Nó là cái trình độ KS của mình đó là đạt đến cái thoảng cái mà trình độ mà nó là thượng thừa KS của mẹ luôn rồi. Tại sao mày? Tao có thứ đốt nha, mày chơi khô, mày chơi nhanh đó là chơi khô móng luôn nha. Mày nè, rồi sao? Rồi sao? Ô né. Rồi bạn, sao bạn ơi? Được, ý mình rượt được, có quy. Vào đây. Quay lại đây. Hi hi, có mạng 72 nhà cho Biusagi. Úi giời ơi, quá xanh luôn em ơi. Phút thứ 9 mà giết 7 mạng rồi. Giết gần bằng tham luôn. Phút thứ 9 giết 7 mạng. Úi giời ơi. Nó biến về mình e thì nó vẫn có cảm nó vẫn sao e kìa. Ôi ảo thiệt, giờ mình mới biết á. Vừa biến về vừa sao e được luôn. Cái món đầu tiên mình sẽ lên cái đó là cái me vũ và một cái giày. Thôi mua máu anh em, giày cứ để từ từ.
Giày thì mình giờ cũng mình chưa biết lên giày gì. Giờ lên giày phép hay giày dép thì nó cũng hợp lý cả. Thôi tí lên sau luôn. Mình sẽ tiếp tục lên những món Yasuo nó thường hay lên, đó là vô cực nè. Dép vào hồi sinh nè. Hay là gì đó đó. Hay quá, một pha apply đến từ phía có rồi. Có tôi nè bạn ơi. Nice, chạy đi, chạy lẹ. Đây. Mày nè, rồi sao bạn ơi? Đâu chưa nè, có R là có tất cả nè, có mạng luôn. Nice, quá tuyệt vời. Con cốc. Thanh niên từng phạt luôn, má ơi, chạy băng chủ đường hàng không. Oh yeah. Rồi anh chủ luôn em ơi. Tại mình phải nói khá là xanh nha. 14 sát mà chứ có 5 mạng là tổng team đó. Rồi vừa mới khen hay xong mà chơi nổ kia lại chết. Trời wow. Chơi rồi trận luôn. Tuyệt vời em ơi. Quá đã luôn em. Vừa mới phích xong một mạng hồi nãy rồi trận luôn rồi. Phải nói là rất là tuyệt vời. Rất là quả cảm và phải nói là rất là tự tin. Rất là tự tin và chắc chắn về quyết định của mình. Hồi nãy khi mà chết rồi nó chỉ cần bấm Alt F4 thôi. Đếp top đi mấy bay ơi. Ok, BF cái nhẹ luôn. Máu cái nhẹ luôn. Hiện nay mình đang sở hữu đó là 30% chiếu mạng cũng như là 140 đam. Băng chủ đến từ UD rồi. Băng chủ lên về level 9, không có combo lại. Một pha W lại rồi. UD mà bắn E không trúng. Có vẻ như là rồi. Băng chủ thành công đến từ UD và cái Yasuo. Rồi số bo này mời, nó bê chủ của mình. Tao cho mà 5 giây để mày cút ra khỏi cái chủ tao. Thôi là mày sẽ biết phải nói cái sức mạnh của Garena nội Yasuo là như thế nào. Rồi hết 5 giây rồi nha, hết 5 giây rồi nha. Mày còn bê chủ. Chạy đâu mày, chạy đâu, ra đây. Tao canh được. Chạy. Xoay. Xoay, nào ta cùng chơi. Úi dồi ôi. Tao đã nói mày, tao cho mày 5 giây để mày chạy ra khỏi cái chủ thôi. Mày hiểu chưa? Ăn bê chủ cái quần què. Anh em nào xem này và thấy hay thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh mình lên 200k sub nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em nào muốn ủng hộ mình thêm nữa thì mình đừng quên nhấn click quảng cáo. Vì đó là giúp mình rất là nhiều và cũng như là cho mình thêm kinh phí. Và một click quảng cáo bằng một tô cháo. Chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Đây anh em ơi, mình còn thiếu đốt. Còn thiếu đốt là còn ý hai đứa luôn. Ý về. Irelia rồi các kiểu cũng là điểu ha. Mạnh ghê ha. Vào đây. Ơ Irelia ý level 6 ý, ra cắm mắt thấy luôn cái đầu đen đó. Mày chạy. Mày chạy hộ. Mày chạy hộ. Đâu chưa. Thờ. Đây là một cái sự cách biệt giữa level 9 và level 6. Level 9 này giữa một quy một em một cái thiếu đốt thôi là có mạng luôn rồi. Khá là easy. Rồi. Và em này phải nói là không có nhiều nhận gì lắm nhưng mà chủ yếu là mình thích BK, mình thích khô máu và mình thích phải nói là trao đổi chiêu thức nên farm chỉ là một chuyện mà nói là cho có lệ thôi. Ăn trụ nè. Rồi quá đẻ luôn. Cái nội tại của Ma Vũ là mình đánh nó là mình được giảm sát thương từ nó hay là sao á, mình nhớ là vậy, mình được giảm sát thương từ nó nên mình vô mình quay quy nè, xong e nè, quay tay kiếm được cái kiểu này đều luôn là mình sẽ được mạnh hơn một chút. Rồi tiếp theo là mình sẽ lên mình nói là cái vô cực. Rồi giày dép anh em ơi, chơi nó luôn, chạy đứa bé. Rồi nói sư quá hay, apply được rồi, giết AFK rồi. Mấy bạn nó tính từ từ thôi.
Ý cái chuối, cái chuối, cái chuối, cái chuối. Tôi thấy nha, tôi thấy rồi nha. Đi đâu mà, đi đâu mà, đi đâu mà, đi ra cũng đường cùng thôi em ơi. Đi đâu mà, đi đâu hả em? Đi đâu, ôi tóc biến rồi. Sao mày, ấy thằng này nó ngáo, ấy thằng này nó ngáo. Ấy thằng này nó ngáo, có mạng luôn em ơi. Rồi, hai nữa, chạy nè. Chạy hộ nè, có rồi là có mạng. Băng trụ luôn, băng trụ luôn. Kết, kết, kết. Kết quá nuột, chip một kill. Mình đã nói rồi, cái trình độ KS của mình là đạt một đẳng cấp, phải nói là thượng thừa rồi, phải nói là bậc master con mẹ luôn rồi. Đó, red nữa à, mình đang có 50% chiến mạng nên phải nói là tỷ lệ chiến mạng khá là nhiều nên quay E khá là thốn, tại vì chu E là nó cũng có chiến mạng ở trong đó nên phải nói là chiến mạng quay E rất rất thốn luôn. Có quái, có quái, có quái này. Rồi, 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 ngon, ngon stream rồi. Phút 16 giết 13 sát. Anh em còn điều gì phiền lòng được không? Anh em cứ nói đi, tôi khắc phục được hết. Rồi, ok. giờ mình đủ lên nó vô cực luôn. Ôi quái đã 183 đam. Tiếp tục ra quẩy nè em ơi. Giờ mạnh quá rồi, mình sẽ lên huyết kiếm. Có tôi nè. Tôi thì không được trâu cho lắm nhưng mà phải nói là đam rất mạnh, khỏi lo. Ê nở kìa có chuối kìa. Úi dồi có chuối. Có chuối. Đợi tôi. Á, á đầu đen mày. Mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày chạy đâu. Chạy hộ nè. Rồi thằng này. Tao để đó là tao có rồi, là tao có mạng rồi. Khỏi cần rờ luôn nè. Khỏi cần rờ luôn. Khô máu luôn. Kiếm thương cũng đủ thốn rồi. Ý, thằng này ngéo. Thằng này ngáo, thằng này ngáo. Chạy hộ, chạy nè. Tao đã nói rồi, một khi tao đã có R là tao có mạng, không cần phải bàn cãi nữa. Một R là một mạng, một R là một mạng. Đây là phong cách của Garen Lando Yesu. Đấy là sức mạnh thật sự của thanh niên Garen này. Garen lên rìu đen hay lên sức lực hay là lên cái gì đó thì nó nói rất là cũ rồi. Garen Lando Yesu với nó là rất là mới. Ồ, rất là mạnh, yeah. Vài em này cũng phân từ từ vừa vừa, không có nhiều lắm. 18 phân được 118 con thì cũng được, không phải là tệ, chung là cũng chấp nhận được. Ok. Nice rồi, chừng gì đến giờ nó mạnh vãi đái, không ngày mái luôn thề. Bởi lưu lực của mình, anh em cứ bình tĩnh. 45 mà tên bạn vẫn thua. 45 mà tên bạn vẫn thua. Cố lên mấy bạn ơi. Mình đang đi farm nè, mình chỉ muốn farm để câu kéo thời gian để cho mấy bạn tên kia, mấy bạn được chơi thôi chứ. Thắng chừng nào mà trẻ được. Giờ muốn thắng mình thắng luôn với ai cản được hả? Tem mày lay mạnh lắm, đừng nó chơi mà mình phải thuyết phục tem nó là cố lên là anh em hiểu sao rồi đó. Anh chủ ơi, tem đâu ta, là nãy giờ không thấy luôn á, đầu đen nữa. Bây giờ rất là tích cực đi farm thì cũng đã gần bằng thêm lại rồi. Còn 40 con nữa. Nó mà nó bắt mình một cái thôi là mình khô máu nó luôn á. Nhưng mà mình không muốn, mình chỉ muốn về mình mua đồ thôi.
Rồi, tiếp tục lên đồ nào. Rồi, 248 đam. Thì Irelia phải nói là không có tuổi với mắt tại gì. Đến từ từ thôi bê. Đúng rồi, giết ra đi, giết ra đi. Có tôi này, giết đi, giết nó trước. Đúng rồi, ok, để giờ đó tôi. Giờ đó tôi nè. Rồi, có mạng, ô, thằng cái ké rồi. Cho tôi, ui yeah. Trình độ ké thượng thừa. Mày level 9 nè. Ôi, hàng này là phải nói là chuối phải nói là chuối cực cực già luôn rồi. Chuối già nó nói mà không muốn ăn luôn á. Đi đâu là à. Rồi, chạy hộ cái luôn. Cái đầu. Thờ luôn, ghét nhất là nó vậy bay vô nó chạy nha, đầu mấy không làm gì được nó luôn á. Mình phải có kiểu như là gây sát thương từ xa á, thì mới mong là nó có thể là nó cút ra khỏi cái tường á, mình không có chịu bay từ xa thì khổ rồi, có thiếu đốt nhưng mà xa cũng uổng. Đúng rồi, giết tên nó đúng rồi, nice. Giết đi, cứ giết hết đi. Để tôi lên đồ. Rồi, 3 món rồi. Giờ món tiếp theo có lẽ mình sẽ lên đó là kiếm cái giáp hồi sinh. Sao mày? Chơi không mày? Đừng để tao phải ra tay. Về lẹ mày về không? À, tóc biến thì thằng này chết. Rồi nha, một bạn nha. Kẹt, ui. Thằng này nó bay rồi chí quá, nhưng mà chạy làm sao được. Mình đã tuyên bố mà có rồi là có mạng. Có tôi là có mạng nhớ quên. Cái đầu không mấy thằng Jesu. Phát nhiều bit. Em nó lướt về ra tay mình ăn mới chịu chứ. Đậu đen đó, nó không cho muốn mình ăn mà. Garen biết đem mà, đừng có gg nha ba. Tôi vẫn còn muốn lên đồ. Lay tay mày mạnh lắm. Cứ bình tĩnh mà chơi đi. Không có xe rồi, đậu. Không lẽ 4 với 5 mày thua, hả? Thằng giết team mình ao nên team nó nãy giờ mới giữ vững được cái, phải nói là cái mức độ như vậy. Với tay giết team mình vô là team nó phải nói là tuổi gì ta, tuổi con lợn luôn rồi. Tròn gì nó chém kìa, hay quá. Giết nó đi. Đúng rồi, Irelia, đúng giết, trời ơi, Irelia không giết được luôn kìa, thất vọng quá đi. Giết nó, trời ơi, thất vọng quá đi, tên bạn đánh, thất vọng quá đi. Ấy, cá tôi, ôi rồi, level 12 à, thôi, ta không muốn đánh mày thì mày đừng có đánh tao chứ. Không muốn đánh mày thì mày đừng có đánh tao chứ. Ok, mày sẽ lên giúp hồi sinh. Nãy lên cái kiếm kia thì mình tưởng nó lên được, cái ai ngờ nó không lên được, cái đầu đèn nữa. Team đâu ta, nãy giờ thấy nhiệt độ trận đấu nó có vẻ nó là xuống rồi. Tại vì team nó này nãy giờ cũng chia ra mà phai rồi, không đi đánh lộn nhiều. Sao mày? Tao đã nói rồi, tao không muốn đánh mày thì đừng có đánh tao, mà đừng có đụng vô cái ổ kiến, hiểu không? Sao bạn? Muốn chơi không bạn?
Rồi nha, chết chết nha. Ui, chạy được kìa, mày nữa, mày hai bậc ba chọc thường rồi, gần chết luôn. 4 chọc thường, 5 chọc, 6 chọc, cái chết luôn. Né 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 né. Fan nó kêu rời chúng là, và đó là bóc xích luôn mà ăn luôn. Nãy có 50% crit đò mà mình đánh 3 phát liên tục là 3 phát crit luôn. Irene đầy cây, mình chọt 3 phát gần chết. Ok, mình sẽ về nhà mình mua dép học sinh. Dép thiên thần nhá. Ok, 4 món, 5 món luôn em ơi. Ồ nào em ơi, đồ gì đủ rồi, đồ gì là đủ quẩy rồi. Giờ mà kiếm được cái Penta đó thì phải nói là ngọt xớt. Ê, tem nó kìa, tem nó kìa. Rồi, thằng Di nó quá mạnh cho thế giới này. Cả tôi chạy đâu, chạy đâu mà chạy đâu, rượt lại luôn. Đây đây đây, đường này đúng không, đường này đúng không, đường này đúng không. Thấy thằng khác nha, chơi luôn này, chơi mà chơi không. Ui, né 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 né. Ê, cái đầu đây vẫn trúng hả? Sao mày, mày muốn chơi khô máu mày luôn nè. Có mạng này mày, double cái đầu mẹ nó. Cho tôi, thằng này nó ngáo lắm, nãy giờ nó chửi mình nè. Thằng này này nãy giờ nó khi dễ mình nè. Này, mày đi đâu được mà đi lướt cái gì mà lướt, tưởng mình lướt mình hay à. Rượt nó lẹ, rượt nó lẹ lên em ơi, nó chạy làm sao mà được. Đúng rồi, ui ghê đó, ghê đó, ghê ghê mày mày. Thôi tao biết có vẫn chết hả. Ok, giờ Onwin là được rồi anh em à. Tem nó thì nãy giờ thì phải nói là không có tiến triển gì thêm, mình đã để cho nó farm nó là nhiệt tình vậy rồi. Ui, sao bạn? Con này có sức mạnh nè, có sức mạnh nè. Mày, trời ơi. Em ơi, chúng ta đi về đâu? Quả đầu luôn, một quy gần chết luôn. Úi rồi ôi. Sao bạn? Từ từ, mình bê cái trụ để rồi tính sau. Sao bạn? Mày, đánh tao. Đánh tao nè, xoay sắp mặt lòm nè, rồi. Đi đâu nè? Chết ngay cái giỡn mà. Mày nữa, thằng thằng mặt nọ, thằng mặt nọ này mày. Mạnh quá mạnh luôn, hút máu mình mới nói là bá đạo chim én luôn rồi. Trời ơi, nhiều máu này mình chỉ cần tí nữa mình không cần hút máu luôn. Trời ơi, cái nội tạ tự hồi máu đầy cây luôn, quá đỉnh. Chúng mày đâu rồi, ra đây. Nó đầu hàng luôn kìa, đầu đen nó. Ok, về xin nha. Và tạm biệt đến và gặp lại anh em vào lần sau. Bye.